Shop Chim Cảnh Sài Gòn xin chào quý khách hàng. Hôm nay bên cửa hàng shop show với mọi người một em bảy đấu vùng Tây Bắc giáp Lào nha các bạn. Một em bảy đấu tê lân cúp C, chim vùng miền Bắc, lân tê bộ như trong hình, anh em tự thẩm. Lân thì lân cúp C, con này là bổi rặt, 100% bổi rặt. Chim mới được di chuyển vào Sài Gòn ngày hôm qua, tức là ngày 12 tháng 1 năm 2022. Chim thì nó đang còn rất là mệt. Mình đang cho nó ăn cam. Ăn cam để lấy lại một chút vitamin C. Thì cái bộ chim này á thì tướng trung chim, trung bình khá trở lên. Từ đầu lên tới mồng, gáy đều đồng thanh đồng thủ, lân gù, cúp C, chim đã ra bọng nha các bạn. Trống 100%, chim bảy đấu. Con này, mẫu chim này thì bây giờ cũng tương đối là hiếm. Vì cái mồng lân bây giờ kiếm khó lắm các bạn. Bên mình hiện tại là đang còn hai con. Mình sẽ xô con này đầu tiên cho các bạn xem. Bạn nào thấy cái con chim này mà nó vô form, vô mẫu thì alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Giá cả mình sẽ inbox riêng. Số điện thoại của mình là 0909 898 666. Địa chỉ cửa hàng Chim Cảnh Sài Gòn hiện tại 114 Bắc Hải, phường 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh. Mẫu lân tê, gáy ngựa, lân gù, cúp C, cao cầu, yếm dày, đầu bự. Để mình đó, nó lại chuyền cầu. Con này thì rất là siêng cầu, siêng cầu. Chim mới về nhưng cách di chuyển của con chim giữ hình, nhảy cầu không sụp mồng, nhảy cầu không sụp mồng. Mồng lân tê, lân tê, lân gù. Mẫu này đánh cúp C bung xòe rất đẹp. Bạn nào thấy hợp mẫu này có thể đem về mình nuôi gọt, làm tân binh cho năm 2022. Giá cả inbox trực tiếp số điện thoại 0909 898 666 giúp mình. Zalo và Facebook mình đều dùng số điện thoại này. Tướng tá bộ, các bạn tự thẩm nha. Bộ trung bình khá. Giọng cửa hàng shop Chim Cảnh Sài Gòn bao 100% chim bảy đấu vùng Tây Bắc. Chim thỉnh thoảng nó sổ bọng mình nghe, nhưng mà thực tế là lúc quay clip thì nó chưa có ra bọng cho khách hàng xem. Thì cái này mình bảo đảm là 100% chim đã ra bọng ngon lành. Chỉ cần cho nó ăn uống khỏe mạnh, đầy đủ dinh dưỡng, tầm 1 đến 2 ngày sau chim sẽ bung vòng lớn. Bây giờ thì nó đang còn yếu, trong cơ thể nó đang còn yếu, đi đường khá xa, 4 ngày 5 ngày trong thùng giấy. Hiện tại mẫu này mình đang có hai con. Thì con đầu tiên là con này mình show lên ngày 13 tháng 1 năm 2022. Khách hàng thấy bộ hợp mắt ưng ý, alo trực tiếp số điện thoại giúp mình liền. Chim mình ship toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ bao ship cho khách hàng. Còn ngoài tỉnh thì khách hàng phải chịu tiền ship. Phương thức thanh toán có thể mình alo trực tiếp, miễn sao nó phù hợp, cân đối, hai bên đều ok là được. Lân tê, gáy ngựa, mắt con này không lồi, mắt bình thường, mặt mày hung tợn. Lân gù, lân con này gù, tuy là bổi nhưng mà lân đã tôm gù, thì khi nó thuần chim thì mẫu này đánh cúp C rất đẹp.
Rước xe rất đẹp và bung xòe. Chim hiện tại không tật lỗi. Không tật lỗi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video hôm nay. Hãy nhấn một nút đăng ký kênh và like, share nếu người thân, bạn bè đang có nhu cầu sở hữu những chiến binh bổi để gọt cho năm 2022 thì hãy đăng ký kênh ủng hộ shop Chim Cảnh Sài Gòn. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo, thêm một tân binh tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.